Ok, xin chào tất cả anh em đã ở lại với kênh Duy Khả anh em ơi. Hôm nay thì nói chung là Thái Đăng Thông Kim phờ quá anh em ơi. Nên là thôi, Khải định ép đồ mà thôi anh em. Nói chung là ép đồ thì được, nhưng mà tầm này thì thôi, Khải thích mua đi nè. Mua giá lẻ anh em ơi, 21 con luôn. Rồi Khải chuyển về con lông đào nè. Chứ còn nói chung 21 thì cũng được nè. Đôi giày thì được hiểu con chó nè. Tầm 24. Ok, hãy mua 2 món rồi nè. Ông anh trong bàn mới bán cho 2 món chuyển con lông luôn. Ok. Anh cầm mạc qua đây luôn anh ơi. Rồi, lấy 2 món nha nè. Dép vào tay nữa, quất thôi. Tí nữa, tối nay ép vào tay luôn em ơi, có đủ phổ mạnh nữa này. Dương ơi, Dương. Dạ. Dương đâu ta? Lấy mấy cuốn bí kiếp này Dương ơi, tương dương bắn ngựa Dương ơi. Ờ. 2 4 6 8 12 18 20 22. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Ok anh ơi, cảm ơn anh nha anh ơi. Đúng lúc em đang cần rồi anh ơi. Em trải nghiệm tí. Hãy cảm ơn anh luôn, mua được 2 món rồi. Bóng kim đó. Bóng kim à. Ok. Rồi. Khải sẽ chuyển con Thiếu Lâm này về con Long Đao. Và con Long Đao sẽ chuyển về Thiếu Lâm ngược lại nha mọi người. Đó. Nó nghiệt rồi. Em cắn event cái em làm. Chuyển về con Long Đao thôi. Ten. Mua bóng kim à. Anh mua bóng kim đó anh. Anh em có bóng kim không? Mua bao nhiêu vậy? Thôi, đài đánh tặng cũng được anh em ơi. Xem điều rồi nha. Tốt giá thấp nhất là 47 điểm. Tốt giá từ 47 điểm đến lên đấy bao nhiêu? Mua được bao nhiêu? Bao qua bên em rồi Hải Hòn ơi, bao bên Khả rồi. Được bao nhiêu thì để mình ép cho. Hay có 3 trung bày anh chuyển gì à? Thiếu cái bàn nè. Mình ép nhất tấm nhất là 47 điểm. Mình đỡ có bóng chắc thôi chứ. Anh em sẽ đồ con lô nè. Sao nắc mít thế nhỉ, mít yêu. Anh bị lắc lắc, anh bị lắc. Anh cút cả game anh cút. Hả? Anh cả game anh, em đưa trước anh 2 game nha. Để Dương lấy con bí kiếp nữa, ép bao tay. Anh mua chủ trương anh ép bao tay. Ý Opa. Cha cha đi Opa ơi. Ý Opa là nếu mà có ủng sẵn thì mua, còn nếu mà ép thì Opa tự ép. À, có phôi bán cho mình để mình lốc ác cái. Đúng rồi. Ơi. Anh cần kim hả? Anh mua trước 2 kim nha. Ừ. Chúc em đi cốc và chúc em nấu đưa cho. Ok. Đồ Thiếu Lâm thì Khải cứ đỡ lại cho tôi nè. Tôi này thì cũng chẳng muốn bán nè em ơi. Ép thì mất mớ tiền giờ đi bán thấy tiếc quá. Nên thôi cứ đỡ cho xe cầm chặt mấy đường môn bên kia cho nó sướng nè. Bán làm gì. Anh thấy cây nỏ bọn gà anh có lấy không? Để em lấy. Em lấy đi. Anh không có lấy nỏ đâu em ơi. Anh lấy đi. Ok. Ừ, em lấy yeah. Em chơi đi. Đúng kim. Lấy đi. Nam kim. Đồ tao mua đã trúng kim có mày mua 4 kim mày bán lờ lên tới 10 kim mà giờ còn mày cùng chạy giá mày đúng không? Không, Nam kim nha. Cháu Nam kim nha. Thằng em nó khổ. Ok, nghe tôi Nam Dương ơi. Ghê. Là Khải lóc thử ha. Nói là em thanh lý hết luôn đó. Để tới nha Dương ơi, đợt Khải có thì Khải có những còn một cuốn bí kíp thì phải. Em nói anh này nha, cái áo đó là em mua của thằng Huy 12 kia. Tới nha Dương ơi, đợi em chút nha. Em đỡ lại anh 12 kia thì đã đâu chứ. Ok chưa? Để em lóc ảnh cái. Đúng rồi anh. Đi rồi sao? Ha ha, sao anh? Một cái kim rưỡi, cái kim rưỡi. Trùng giá. Anh có thiệt tên không? Anh có thiệt tên không? Lấy em nam chủ viên tính tiền lên luôn rồi. Thì nó thiệt tên để mai em ép cái nón rồi, anh có ít mà đâu có nhiều. Dạ thôi chắc tí này mình bình mẹ luôn. Đây anh ơi, giao dịch anh ơi. Đây. Đây, phải gom cái, tại vì đủ đâu rồi, thiếu bao tay nữa xong rồi. Đây, thiếu tay nữa xong. Đây anh ơi. Anh em không ơi. Anh có phủ áo thải không? Ép thêm bao tay sừng tinh nha anh em. Để xin lục anh đưa cho Bảo cho. Mà anh xin hộ em một bộ nhá. Ok.
6 ngón vô thủ. Rồi. Đúng không? Đúng hàng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng hàng rồi. Ngon cả. Rồi. Tôi ép. Ok nhanh lưu rồi xong nha. Ok. Ok, rồi. Bí kíp này nọ, nói chung là mấy cái quan trọng hết là đủ hết rồi. Giờ chuyển con lông đao thôi. Giờ chuyển con lông thôi nam. Ép cái gì đấy, ép giày à? Em ép bao tay xung tinh anh ơi. À còn ghẹ không biết. Không bỏ ghẹ, ghẹ mà. Ghẹ thì ép mộng lông tiếp theo. Ghẹ ơi. Qua lấy 60k để không kêu tiền gì cả. Qua lấy anh 60k để không kêu tiền. Đúng rồi. Để em nhắc anh 5k quên em nhắc anh 5k cho. Xấu mạnh nè. À kính thằng nào ghê, à kính hả? Tại vì à kính em đang luyện từ kêu để em chuyển về con phía yên chuỗi. Hai. Ra tầm này nó chiến ra nó bữa giờ nó luyện bên này sớm hơn mà anh em. Em đâu có luyện bên này đâu. Rồi, cứ làm thủ tục đây. Đội phá thì dứt luôn em. Cái nhỏ xíu. Ở ngoài thì bơ ca đau sát thương băng sát thì cũng được. Mang đau đầu chó đi. Không có mấy anh dỗ. Đủ rồi, bốn màn xong hết rồi mà. Cái gì? Cắn bốn màn xong rồi hả? Ừ. Nhanh thế. Hôm qua em kìa em nhớ có một cái cuốn bí kíp cuốn bí kíp con lông đao mà đỡ đâu ra. Coi nhớ. Cậu bao xong chưa? Ép bao tay rồi, bao tay tỷ vậy? Em đỡ em thôi. Đâu, thì cứ tay tỷ thôi nè, bao tay có thể mang sâu được mà. Không đỡ đâu. Ôi. Bao tay phải có thị tinh nữa anh em. Lúa giờ không ảnh không có, anh đợi anh rồi. Chết đắp đi, chết đắp đi. Từ từ chờ anh 10 phút, chết đắp đi. Anh cắn thêm chọc bọc em đi anh lúa. Lấy lấy cái gì? Đúng rồi, thảo tôi không nhận ra anh này luôn. Có kia biến á. Lăng tôi không biến quay quái luôn mà. Hết rồi đúng không? Kia quá anh Thần, Nam Y nằm đó. Ê, nghe Huy ơi. Về vụ áo. Nam Y nằm đó. Rồi, chết chết ốc đi. Đưa rồi. Đồ này sẽ chuyển về cho anh em ơi. Cắn nữa không? Bây giờ 10 rưỡi rồi, giờ cắn thêm mặt hai hàng nữa ta để xíu đi, còn đi sân bốt này nọ nữa. Đúng rồi, đợi mày đây. Anh em ơi, anh em có ai có phôi sắt tương vật lý ẩn hai có cao thiếu không? Á, trời hình mình có. Thế không bảo hôm qua mình. Hôm qua mình lấy mất mình được có 2 cái phôi. Anh em cần phôi gì tí nói luôn, tí đến bốt. Đặt hàng trước. Đợi. Đây rồi. Là đích có anh ba kiếm kìa anh làm rồi. Bao tay thì sinh lực, kháng độc. Tăng độ lực, nói chung vấn đề thì dở đơn giản thôi. Bao tay nét dở này mày. Đây bơ, nghe anh bơ. Tay này quá đơn giản. Kháng độc hiện 1, sinh lực, độ lực hiện 1, sinh lực, nội lực hiện 3. Chúng mà bao tay này ép đơn giản nè. Giờ thiếu thì tinh thôi. 44 à, khoảng 45 viên thì tinh. 45 viên thì tinh lên. Lúa, lúa, anh bò ơi, lúa kiếm bò cái gì không kìa. Đại ca, đại anh 54 viên thì tinh. Bài 9 này hơi khó nhỉ. Cái gì? Bảo sát thương 19 thì mình có nên nhỉ? Phải chẳng sẽ làm sao? Vậy đào áo, đúng. Ok, mấy cái đại lưng hơi xịn nè. Mấy đại lưng này chắc phải nghiên cứu đại lưng hơi xịn. 40 chó, 30 chó xịn quá. Mang tạm.
Cái mình cũng bước 3 thôi. 3, 1, 2, 3 rồi. Giờ lên 4 rồi. Phôi thì dở rồi, phôi thì dở rồi. Thì Phúc Duyên thì có nè. Phúc Duyên nhiều đây, ép mỏi rồi nè. Giờ thiếu 5 chủ viên thì tin nó đủ. Bao nhiêu viên em, cỡ bao nhiêu viên? Anh Lúa giúp em 10, khoảng 45 viên là em đủ. Cho em ép đi. Để xin em tính được có mình được cho. Ừ, em ép cho xong em ra con lôn vô xong anh phụ lúc nào chả được. Ờ Lúa, mày không phải để cho thủy tinh người ta còn ép cái đôi giày đó chứ. Dạ, à, là, dạ. Đúng chứ. Dạ, dạ. Ủa, đôi giày anh Phong Ca, ép đôi giày này mà, có đôi giày này mà. Cái áo. À, cái áo. Phong Ca, đưa phổ cho em đây. Đưa phổ cho em đây. Okay. Xem nó còn phôi nào nữa không, còn 2 phôi thôi. Phôi cái phục hồi hiệu màu á. Nhưng mà có 2 cái thôi, còn phôi nào không? Đang đi đổi phá đi. Đổi phá 4 kim. Anh em nghĩ gì vậy anh ơi? Đem vào liền đó anh ơi. À đó là cái đánh bóp đấy mà. Có một cái này. Anh bóp chỉ ra thăng sức làm sao ra được áo mà có phục hồi. Có, bóp đại có. Bóp đại có. Ờ, anh sáng em đi dạo cách được cái rồi nhưng mà đại thấy ok đấy từ đây là em đâu kìa, đang ở phía Trung Nam này anh ơi. Ok lão Tam là ai à, bạn mình ai còn tại cái kênh không em ơi, gồm mấy cuốn tại kênh nữa đây rồi, hai chiếc hai gạo lên không làm gì để em lắp anh mình nhỉ, không anh tử nơi đấy luôn đấy, công tử đây. À dư tại thì cần vứt khả đi nam ơi. Công tử nam bên này, đông tư tương nam bên này. Nam công tử từ từ. Đây, bắn kim luôn. Không. Ở đâu đưa ra cũng được. Bước ra. Có đất thủy luôn nè anh em, có đất thủy nữa mà. Rồi, ok. Anh em chuẩn bị vào bot kia, anh em quên à? Đang đầy, mít quá, mít chó. Anh em có săn bot không đấy? Có, vừa bot này mày. Bot đi anh em. Vâng ơi. Ơ anh nghe rồi. Em bật trên kìa. Em mà đang ấy lắm, đang bận lắm rồi, bao nhiêu ấy rồi. Rồi, em tốt ạ. Thấm qua cái chữ mật rồi thôi chứ. Bót cái tiếp, bót á. Chuyển cho con lông phụ á, từ tính tiếp. Thế xong bót ạ. Rồi, thứ 5. Nên mà vị trí bót đi anh em. À ơi. Đâm Thánh đang xả ra lưng nó mà sẽ bán được. Ôi. Đám hắn ơi. Mày mày gọi rõ ra nó lại nhiên đấu cho nó chửi giờ. Auto kim yếm hả? Auto kim yếm thì anh mua theo máy thì 1 tháng 200k nha anh Bình Khanh ơi. Tháng 200k. Còn gì nó đây, cái gì nó đây. Có auto kim yếm rồi đó anh Bình Khanh. Rồi ok. Rồi vào chiến bot em ơi. Sẵn bot ngay tướng sơn. Bot đi, bỏ. Giữ được em không? Em tắt nick của ấy đi. Em nói chuyện cái kia đi thì anh em còn bot. Ok. Anh đang vui nè mày. Đang vui. Đây lần đó bữa anh mua 2 triệu á nè. Đừng có đùa. Em nè. Đây lần đó mua 2 triệu á nè. Chiều giờ đâu em mới lên. Hồi đầu nó hơi đắt. Giờ thì để. Ủa 50 cent là của ai vậy ta? 50 cent của Bảo. Mà anh Bảo. Của mình. Anh em mua cent của Minh. À của Minh. Minh ở đây là gì? Phong ơi, phục hồi mua hả? Đây có một cái đây. Cứ để đấy cho anh, đợi tí xong bot đó, lên bot đi. Xong bot anh em ơi, xong bot vừa đến cái diện vấn đề đầu đội xong. Mình ạ. Phúc Duyên hãy bữa trước hãy mua 300 bình ép sẵn để dành, sẵn hết rồi. Vô gì khu vực bang luôn nè anh. Con anh bà nhá. Tôi mày quá mua được chứ. Mua được cái bổng sát thương 50 luôn. À ngon. Dạ. Anh em vào vị trí bot đi. Anh Tân ơi, anh Tân. Ơi. Có cái đai năm độc hay không năm độc không anh? Đai năm độc á? Dạ. Không có em ơi. Văn Kinh lên 10 chưa đấy? Anh chạy lên anh em vậy, anh chạy lên. Ờ, chạy lên đây. Đồ thiếu lâm này, Khải sẽ bôi qua gần lon nè. Thiếu lâm này sẽ đưa qua gần lon. Đây. Có không có luôn không anh? Ờ, đồ nó đọc tôi cũng có đâu. Dạ vâng.
em đọc lại gì anh lúa. Ý anh nói là cái áo hay là cái đai rồi đó. Nhưng mà nó là cái gì mới được đồ mẫu đúng không? Đâu nó cần đồ cơ mà có vẻ có vẻ là đâu có đồ khổ đâu. À, anh cần đồ á. Bố ra chợ bán anh ra chợ ra cái đống. Quỳnh anh kinh im từ từ đi. Bốt kìa còn 1 phút à 2 phút kìa. 2 phút. Đâu biết được rồi đây em ơi, trong bốt được rồi em kiện này. Xong bốt đi thì bốt hết đâu thôi. Vào vị trí này, ơi, 1 phút 50 giây. Mà nhìn tao còn có tinh thần trách nhiệm không? Trách nhiệm, chuẩn, hợp lý. Anh lớn này không trách nhiệm anh em. Nó trách nhiệm quá chút nữa, anh nên sẽ em 10 kim. Thằng này liếm, liếm nào liếm gơ thiệt. Ờ, 1 kim còn chưa khó, tao vừa 1 lần nữa kìa. Quân kinh đi ngấu đi, quân kinh. Quân kinh đi ngấu đi, quân kinh. Bà, tao thành cái ly xì kìa. Ngủ rồi hãy mơ. Ba cái lì xì con cả. Thằng nghe thằng con kinh nó báo ốm 3 ngày ở San Kiều cây được 4 triệu mấy đó phải về rồi đấy cho anh em chứ sao về phải báo anh em. Nó gầy top 1 của nó đó, đừng có đùa. Đúng không em? Kể top 1 đấy. Đâu top 1 sao, ghi top 1 hả? Ghi top 1 không? Biết hết rồi, giỡn hoài. Con kinh nó gầy trông lắm, thì mèo cười nó gầy ghê lắm. Nó về quê. Một hai ba năm hả? Khả đứng rồi. Một hai ba năm với hàng rào. Vinh ơi. Gì vậy? Làm sao mà em kem về quê là anh xạo kìa, em ba anh bực em rồi kìa. Xạo, em về quê nhưng mà dưới quê cũng vẫn có mắt. Anh hiểu. Em hỏi thì đúng không? Vẫn xạo rồi anh Vũ. Đẩy hoạt động. Qua với người bả lên thầy rồi phải không? Thôi mạch bên nó đẩy hoạt động xong đi tính sau đi. Hoạt động. Okay. Đâu đi. Mà bây giờ tao nói mày nín không hay mày muốn tao tắt mic mày. Sao anh ba là chắc là Khải thấy anh ba. Đâu phải, anh ba đang xài cái mic laptop không nói chuyện được nè em ơi. Đang ngồi quán cà phê á, vẫn giờ đang uống mà không nói mic được. Hôm nay ông có quán cà phê đánh ghê nhỉ? Ừ. Một luôn ghê. Ông ngồi ở nhà đâu là 5 mít rồi nè. 89 mít. 3-4 mít. Ok. 10 mít. 1-2 10 mít, 1 con 1, 1-2 thôi. 1-2 của 3 đứng chưa? Hội liên đấu còn trận nữa không phải? Đúng rồi. À, còn nhiều chứ. Sẽ không 7 mít thôi. À, còn trận cuối đó anh Lúa. Trận cuối hôm nay. 1-2 đi, 1-2 đi, 1-2 đi. Ngày mai tiếp tục. Cái 2 đi em chạy mỏng đi. 2 mít rồi. Thế số 1 đi, số 1 chắc chắn nó có 1 rồi. 4 rồi. Nó tính ra con số 4 đọc mà sai, ít ra nữa. 7 đi mấy cái phần ơi, em đọc 7. À, 5, 6 Khải chạy rồi nha. Giờ còn 4 nữa sao mà Dương ơi. Lẹ hơn mình đó. Mặt cây, nó lên nè. Vậy cũng có cây kìa. Không có bỏ đâu. Mọc có nè anh, tỉnh thông này, một kỳ thơm video nhé. Một, bảo rồi, chắc chắn là một rồi. Uống đi anh, em bốc bùa cho uống đi luôn. Uống đi, đợi Dương ơi, lên đâm đầu lấy. Đợi đâm đầu nha Tùng, mấy cái phòng ơi. Rồi, lên tới chỗ rồi. Ờ, bơ tơ. Mày đừng gần, mày thật đánh, mày chết. 4 bạn rưỡi kìa quá, 4 bạn rưỡi kìa. Ngon. Thiệt. Từ từ, nó 5 đầu á. Mày nhìn này có anh Phong. Ừ, đang đứng 5 đọc 7 nè. Tao còn bắn sang đấy. Chưa vô mà biểu cho thấy. Nè, chọn anh, ok, vô đây. Dán giờ anh này. Chưa lên đây, à không, mày không kịp đâu. Còn con nào anh em, đọc địa chỉ con nào đó. Con đảo nào báo anh em ơi. Con nào còn cứu. Bà này đứng mà bấm đúng cái mặt cỡ. Rồi anh em chạy về đây đường 1 nhá. Anh em mình có hai đạo, con đạo thanh để ăn sau đi. Thanh ra đấy. À, mỗi ngày mình chạy một lên đường 1 tìm đi anh em. Rồi, tiếp tục. Em về anh. Nên đâu. Đường 1 tìm đi. Anh chỉ có nào đâu mà đọc. Em chạy con luôn vậy. Em chạy đường 1 cho. Đường 1 trên dưới đi anh, em chạy đường 1 trên cho anh nên anh chạy 1 đây, em chạy bên 4. Ở sao bên lì nó không, lì không bắt bót à? Bên lì đây, bát sẵn cổng á. Thiên Vương chạy chưa? Vương đâu hay thì thuộc vào khoảng của mình đâu anh? Con 7 thanh y tử, lên này. Ờ, lên luôn, con 7. Bắt nhiều vậy. Cái nhắn gì mà, đổi bán thằng quýnh. Con 7 là con 7 trên đây đúng không? Con 7 trên.
Côn Luân 7, Thiên Nhẫn 1. Anh em nào rảnh thì di chuyển đi anh em ơi. Côn Luân 7 trước đi. Bát ở đằng nghe nhá. Lên Côn Luân nhanh nhá. Lên Côn Luân anh em còn đánh nhau đúng không? Ấy đã có bật chiến đấu rồi. Trên này bật chiến đấu lúc nào tầm giờ này rồi. Trên này tầm này giờ chiến đấu rồi. Đánh luôn bật luôn anh ơi, đánh luôn mọi. Đánh luôn. Tài ơi Tài, giờ ấy cái nó bún dần dần hả Tài. Anh em tôi là đánh luôn, Côn Luân 7 nhá. Uống hết điểm rồi đi anh em. Anh ba làm con điểm tốt tốt 2 chơi. Đâu chú bác, anh em để ý mắc kẹt kìa. Đó, anh em thấy không? Ôi, hạ nhân ngã, đừng mong 10. Đừng mong 7 đi. Đừng mong 10, hạ nhân ngã này em ơi. Ai xong lên đừng mong 10 luôn. Con nó bảy nhau bắt chưa? Ui dạ, ui dạ. Rồi, ok. Em muốn cái đâm đầu em đi ra. Con bắt nó kẹp tường kìa, anh Đông Phương xoáy bằng nó đi. Nó cùng màu mà. Đổi màu ấy, đổi màu phát luôn anh em. Đây, đổi màu luôn này. Anh có đầu nó. Đấy, nó đổi màu theo kìa. Để anh đổi cho. Đấy, đây nhá. Nó đổi liên tục mà, nó đổi liên tục kìa. Thôi bỏ đi. Thôi đi. Nó đổi cái banh hết rồi kìa. Điệt mẹ chết thằng rồi. Căng dữ em. Lùa nè, lùa. Ghét coi gọi lùa bỏ đổi tiếp này. Nó cũng một thời là anh em mà sao mày chữ tàn. Không. Bây giờ không anh em anh chó như tầm này đó. Lùa. Đánh được. Căng dữ người ta. Qua bên đây là lùa. Anh em nhớ. Bây giờ đi đâu ấy? Đi đâu ấy? Anh đi đâu nào? Đó luôn. Đừng mong 10 hàng nhân ngã nơi, đừng mong 10 hàng ngã. Ok, đã bắn nhau rồi. Đánh nó luôn. Đánh nó ngoài luôn. Anh em đánh nó ngoài luôn. Anh em bỏ rồi tao á. Đó nó đánh ngược lại đường là nó dài á. Đâu đâu con luôn mày. Đừng mong 10, đừng mong 10 quấn hàng nhân ngã này anh em ơi, dở chết lắm. Đừng lớp 10 ok. Còn con Đào Thanh Thúy Yên máy tí nhớ lại anh em ơi. Đào Thanh nhà Thúy Yên 2 thôi. Ừ, Thúy Yên 2 tí đến sau. Đừng mong 10 à? Ừ, đừng mong 10. Thành Đồ Đông anh em đi đường Thành Đồ Đông chạy qua cho lẹ. Đại Thành đi kíp kìa. Đại Thành đi kíp 5 kíp kìa. Giả nó 4 kíp được ấy. Qua đừng mong 3 luôn nha. Bắt luôn. Đổ ba đít quần loạn luôn. Thế anh em đánh nhau là một đời vui đúng không? Anh em chưa bỏ rơi nhau quá. Đánh năm đánh anh em phù hết về sao? Điền boss đã. Bỏ rơi bách nhìn được. Nhưng mà đi đó, bỏ em lên cho em với anh Phong ca biểu. Ba được môn 3 trước, xong rồi được môn 10. Đang được môn 10 rồi, sẽ được môn 10 rồi. Anh Phong ơi, tập trung làm phút anh Phong. Anh nói là chỉ nói còn hơn, anh đâu nghe nhức đầu quá. Đang đánh nhau rồi bỏ rơi nào. Ồ, nó bỏ rơi anh em á, thấy không? Được môn 3 trước, nó đánh. Ừ, xong được môn 3. Được môn 3 trước, thì nó đánh luôn. Được môn 3 đi. Anh em chạy lên đường môn 3 em ơi, anh em chạy lên đường môn 3 em ơi. À đâu, đường môn 3 là lì đánh. À lì, lên luôn, phụ luôn cho lẹ, lên phụ cho lẹ, quay lại đường môn 10 xong, lên luôn. Đúng rồi. Đợi mấy công nó lên em. Anh lẹ. Lên tới anh, nó lên tới rồi. Lên đây. Tất cả bỏ rồi. Nó đỏ rồi. Ừ. Ok đó, hết kinh nghiệm được. Rồi, ok. Xuống môn 10 luôn. Đi. Đồng thế. Mày là vẫn đồng nhỉ. Rồi xong qua con nào anh em nói trước để biết được. Xong lên thí thằng 2, xong này thí thằng 2. Thí thằng 2 xong lên ba đang làm nhá. Ba đang làm à? Đâu không đủ đó chứ. Không đủ chứ. Giờ bà Bến Thiện. Còn Đào Thanh nữa. Đào Thanh là thí thằng 18 triệu. Đồng vãi. Chỗ 21 triệu. Gì cả được. Hình dữ ta. Này, thiên hai. Ôi. Thiên hai này mày. Thiên hai trong kia sao chú dấu. Vô chứ. Chạy vòng như con bớt kiểu nó chưa ấy. Chạy vòng nó bị bớt má. Đấm nó ba chạy xuống. Ông kích vào cái thằng NPC ấy. Ai bỏ kích cái thằng NPC vô được. Mà em dân chuyên nghiệp mày cái cày tiền mà mày không biết rồi đấy à? Đi cày tiền chứ có đi ăn boss đâu biết anh? Còn non lắm nhỉ? Ờ. Đấy mà cái đéo. Tiết chịu hương không? Đi mềm nữa chỉ lưỡi dài liếm là giỏi. Liếm là giỏi. Lưỡi dài là ai đặt anh Phong Ca đặt á? Anh Phong Ca đặt tiền với ai đặt?
ngày nó bật lưới dài nó bổ luống rồi đúng không? Anh gọi là trẻ ngôi. Quê anh gọi là bổ luống. Trẻ ngôi. Có chung không nào mà sơ em, có chung nào mà sơ là vô. Rồi, rồi nào. Đâu kia. Anh xuống như này, như này nè. Anh vào trong anh bót rồi. Úi dồi. Ông nào chết đây. Ông nào chết đây. Chui vô bút bộ. Con qua làm cục đi nghe em, qua làm cục đi. Phải dắt mấy hạt xe vô. Bốn triệu. Nhưng mà nó ít đấy, nó ít hoạt động tiền ít thôi nên nhưng chỉ ăn được tối thôi. Năm sáu là cái đang ngon ghê rồi. Là sao bảo khoảng từ đây ngoài em mua ông đẹp không? Ông ép đồ quá. Nó ngày nó đi làm nó có thời gian đâu. Còn đã phát sáng không? Còn anh còn ở bên này. anh Hòn còn thấy tất nữa anh Hòn ơi. Chết là tôi thấy là cánh bạc mẹ đó. Chờ đợi ngáo quá. Em làm liền, thích làm liền. Ok. Tàn lâm độc còn không? Xong rồi này hết sao anh em nhỉ? Khả năng thế anh xong rồi. Yên, cường nhật trai. Thôi anh em lên trên phong độ đi. Phong độ luôn. Phong độ luôn. Nhất. Mở rộng. Phong độ nè. Còn lộng lên đấy anh em. Đổi màu luôn. Mà chưa kịp lên là thấy cái mấy cái bộ trên đầu rồi. Đổi màu luôn. Không là tránh trường hợp nó cùng màu. Anh em chưa bật kịp. Rồi. Đánh lầy lông. Không chưa. Thái về lấy cho anh mấy cái cơm mất tịch ấy. Đây, rồi em nhiều phòng ca trước đây. Còn mạnh nữa rồi. Còn mạnh em mạnh xéo nữa, lên được còn mạnh rồi. Ngon, được. Đây, đỡ phòng ca em trước đây, em ép sau rồi. Tự nhiên Nam 2 cuốn nữa là 6 cuốn nha anh. Đây. Nào anh vậy. Ê trời ơi. Còn thêm một cái gì ta? Thông thủ vật lý hạng 2 nha anh. Dương có. Phục hồi chưa? Đây nè, tự nhiên rồi em đi vào cái này bốc ra. Tự nhiên Nam mà giật hàm long tịch nữa nè, 6 cuốn.
Ờ. À, chính là cái ép im lìm lại ngon đấy. Ừ. Ừ. Này về anh Hòa anh chéo chùa. À, tổng nhân ngon ấy thì sao mới nói chứ. Nó ghét thằng này này. Này nhiều. Không hết bài. Không phải nó ghét cái kiểu như là ờ mà chịt mà còn ép rồi mày còn na tiếp. Đó. Đúng không? Bây giờ ép xong rồi thôi em gì. Rồi xong cũng. Rồi này anh em có đi phòng đồ nhảy phòng giao lưu của nhạc các anh em ơi. Anh em nhảy phòng giao lưu của nhạc thì phòng đồ anh em ơi. Phòng đồ để giao lưu anh ở trên này được. Giao lưu cái nhạc em ơi. Dạ dạ, đồng ai quấn mình đấy. Giao lưu cái nhạc em ơi, anh em nhảy phòng giao lưu cái nhạc đi em ơi. Ừ, nhảy phòng giao lưu cái nhạc. Từng hát bên vào đấy. Ừ. Nhảy phòng giao lưu cái nhạc em ơi, nhảy phòng đồ em ơi. Nhớ này hay đi thế nhỉ? Phòng đồ em ơi, đói màu, đói màu, đói màu, đồ sao nó đói màu, đói màu em ơi. Giao lưu cái nhạc các em ơi. Nhưng mùa máu ngay đầu ông xích mạnh rồi. Anh em nhảy phòng giao lưu của nhạc anh em ơi. Dừng có chồng á. Em còn 2k 3 đầu tư cho đã cho mày rồi cho mày rồi. Nãy có ba có xin phép đổ gạn đàng hoàng mày có đi luôn đâu. Là nói với ba đi. Mày nói rồi đó. Nãy chữ hết tên rồi nghe chữ rồi thôi. Mà mày về quê mày vẫn có thời gian kể thêm về bữa mày mà mày không có thời gian kể thêm về cũ mà anh ba nhờ tư cho mày áp rồi. Đâu, tại vì lúc mà em về trong phòng mới á là cái máy nhà em kêu nghe em xảy thêm phòng mới xảy cho em rồi. Chậm. Đâu xảy cho phòng cũ đâu. Lần thiện chúng tôi, lần thiện chúng tôi. Lý do gì ấy, mỗi lần đã game, cái gì đâu, đã game thấy chứ. Em quên, mày béo, mày nồng chơi gì vậy? Không có lý do gì. Đây một cái nét em còn chơi nữa. Con Kim này chết đi làm thuyền trưởng được á. Mẹ lái. Mẹ lái. Mẹ lái phút 1. Mẹ là Titanic không có chìm rồi đó. Ý anh nói vậy. Ý anh nói vậy là nhổ xuống chữ em bây giờ. Anh nhổ xuống tay nào rồi kìa. Ý là con Kinh nó bảo là thầy tiền còn hơn là thầy với anh em. Đâu thì lại hôm nay nó đang khỏi mắt đen đâu thoải mái mà không đi đâu làm. Rồi, anh em nào tối đi thuyền cho phía 1 cân bang anh em ơi, cần đem xe anh em ơi. Phía 1 cân bang ai đi thuyền phía 1 cân bang anh em ơi. Cần đem xe các anh em ơi. Cần đem xe lên thuyền anh em ơi, đem xe thôi, không có nhiều đem xe thôi. Anh em nào đi được phía 1 anh em ơi. Rồi ok. Tài gió Cuốn, Vũ Đợ, Khải, Onkini, Mộ Hạc, còn một xe nữa anh em ơi. Cần một xe 4 nữa anh em ơi. Tí nữa sẽ trả lại tiền lệnh bài anh em ơi. Anh em có thể lên trả nhiệm vụ cũng có thể trả tiền lệnh bài luôn nè. Còn một xe nữa nè. Rồi ok, xe gọi đầu mua lệnh bài đi anh em ơi. Anh em nào đi thuyền mua lệnh bài đây anh em ơi. Cộng cứ đứng như bình thường vậy nè. Nếu mà nó mà đổi màu cùng mình thì báo nha anh em. Đổi màu khác nha. Khác như mua lệnh bài nha. Rồi anh em xin. Ơi. Đúng, đi tiền. Dạ em đưa Kim nhanh nha. Ờ ok. Hai đứa mình gặp nó mới đi ăn. Con cái. Cảm ơn đứa con cái. Bố có thằng Chiến nghe nó. 1-1 đến 50 làm chậm. Đi cho đi. Lulu. Cứ chẳng cống như bình thường nha em ơi. Cứ tưởng mình cứ ngồi trên đây mà. À nên có đa được khá 50 xe nó bán kìa. Đủ em ơi, nó lên đủ. Tôi quấn thằng đó mấy anh. Xíu đi bị chửi bây giờ. Tắt đi mà. Anh thêm, mình mở cộng thêm tên bên Phi vô mấy anh. Cái vậy mình đê vô nữa. Không có anh Vũ hay là anh gì á. Anh em đi thiền chuẩn bị lên bài này nọ đi anh em ơi. Chê mày. Chúng phải mang bê mà. Chơi. Rồi bà nội cha nó bị rồi. Anh không lên được đâu. Đâu rồi anh Lạnh ơi. À, anh em lên thì con độ vòng vòng kiếm mấy bên dê quýnh nha anh Lạnh.
Nó mắc mang luôn rồi, đậu má nó xó mang rồi. Thấy chưa, em nói rồi. Anh Dũng phải làm sao đủ 40 bạc kìa mới được. Rồi rồi, nhường mic cái ông kia này. Lô, anh em nghe không nè? Lô, nghe cho anh em ơi. Rồi, bên kia nghe cho anh em ơi. Nghe. Ok anh. Rồi, đây em tới. Em đi xe ba nhé. Mấy anh em ngáo lúc nãy phía 1 đâu anh em ơi? Anh em ngáo lúc nãy phía 1 đâu? Chạy lên vô bên trong bánh 1 đứng giùm Khải cái anh em ơi. Anh em xe lúc nãy đâu? Chạy vô bên trong bánh 1 chuẩn bị máu me rồi đứng hết bên trong bánh 1 đi anh em ơi. Từ từ vào nha mọi người. Còn lại tất cả cứ đứng cổng anh em ơi. Hiện tại đang còn thời gian mua máu nha, anh em nào chưa mua máu thì trực tiếp tại thiền phu mua máu luôn anh em ơi. Còn 1 phút 30 giây để mua máu. Lên bài chuẩn bị là đủ nha anh em. Má mày hú đi mày tao. Hú ao ạc luôn à. Anh nên canh luôn lên đây. Anh đang đi tìm bọn nó. Ừ, canh nghe đồng nó luôn. Ao ạc luôn à. Ở đấy mà ao ạc mày tao thì tao đập chết mẹ mày. Mẹ nó thì bố nó đấm thôi. Bạn đứng đây rồi. Nghe có đứng cổng rồi nè em, nghe đứng cổng rồi nè em ơi. Ngáo anh em ngáo đứng nhẹ nhẹ sâu coi với sâu ông chủ gạo một tí nè em ơi, đừng đứng cao dữ nè. Nó bất tử 3 giây đứng cao đánh không được đâu. Đứng sâu ông chủ gạo cho đứng góc coi một tí nè, sâu góc coi một chút là được nè em ơi. Đúng rồi, già nó hết sâu góc coi đi nè. Nó lên rồi nó chết mà. Anh em nhớ chia lệnh bài cho xe đi em ơi. Nhận ngay. Đang đi bốn mạng lên thì vui nữa. Mấy hôm đi cứ lên thôi. Rồi băng lì ơi. Anh Thành nghe không anh Thành ơi? Có. Rồi anh cho băng lì chạy lên chặn trước bánh mồm em nhiều đi anh ơi. Hiện tại ngáo của chân cộng như cũ nha. Nào liền trước bánh mồm này. Lì lên trước bánh 1 em nghe nè. Trước bánh 1. Cái đội bên thiền từ từ lên nha anh em, từ từ lên nha. Cứ đứng chơi đi anh em ơi, không lên nha. Rồi lì đứng trước bánh 1 được rồi nè. Ngáo nhích nhẹ cho 2 xe và 9 giờ lên trên ngay chỗ lì. Vị trí lì dùm Khải 1 xe nữa anh em ơi. 1 xe chỗ vị trí lì nữa anh em ơi. Gấp 9 giờ anh em ơi. Còn 1 xe thôi. Rồi đứng chơi nè mà đứng chơi 3 phút nữa là ok anh em ơi. Đi xe ba nhiệm nè. Đúng rồi, Lì đứng góc đó không thằng nào vô được hết đâu. Đúng rồi. Bốn năm anh em chưa này lên cổng. Ok anh, ít nhiều ít phục mà. Cuối tuần nó không dám lên đâu, chủ yếu 10 giờ sáng ấy. Đúng rồi. Anh em bên đấy ai bố trí được thì dậy thì ấy nhá. Thì đánh nhá. Dạ. Bên em 10 giờ sáng cũng được 5-6 anh em. Thì 10 giờ sáng nay thì 4-50 xe. Ôi, ngon. Tức điện này. Đây về 50 à. Anh em.